chấm riệp xu bông bông thằng ngọc nia thằng ngày ní khi nhau bằng hàng chun bông bông vì rồi riệp phơi tông giảm xu chấm phu tông giảm xu ní nát bông bông rồi riệp phơi cứ nghe nghe mềm tèn hai chấm phu rồi chết với cứ chu hơi ngang đầm đồng chấm có mọi khát bị yếu xong chơi bông bông ta tam đan vì rồi riệp phơi chấm mùi nước nhom thằng ngọc nia chia đầm bông nước nhom miệng bằng kia cô chỉ văn suy hai ní cứ chết sạch cầm bông hai ní cứ chia chỉ văn suy hai nước sạch tầm hay nâng mình ăn vào ban cho mùi nâng kêu tông giấm tham rin súp mít mà sai một bậc cháy rồng đen sực rực sợi mình toàn mốc nhưng khi ông đã đầm tắt nhưng khi ông pra chicken broth lia cho mùi nâng tắt thò mặt đà mình toàn mốc nhưng đã sực cây hay nâng sực rực sợi chốt rồi đâm ở phù mình toàn mốc nhưng đã kêu tông giấm cho mùi bị sập rí với những cô bên tỉnh mát đồng bày ở kêu nhưng về lia cho khi sọp chẳng với hai nhóm đạm bẩn có tật trái hay nồng sai một bẩn vừa hay dân đặt đam về bùn tị máu hay nâng về tập sụp dân phú dân chập đam đặt cô chi vần xoay hay nâng stream dân trồ tòa máu dân vô về cô chụp nghề sập tích hay dân bật cà rốt đam mạch cục tòa bị tập sụp dân bán phú hái dân đục một cục một cục hàng lớn nâng chảy máu hay dân chập đam đặt sệt cà bông dân trồ vừa hay dân bật cà rốt đam sờ lòi dân phú một đoan tiết hay tòa máu dân chập đam đặt sệt tâm là dân bán hàng hơi đứng bằng tay trồ không sờ lòi đam bê sờ lòi dân ngồi hay chấm bột sắc tâm là nước sôi này chấm bây giờ đua nhắm chấm những đạn làm bây giờ bằng can đua chiết ơi sờ lo dưỡng can tại chui chăng anh ở nơi khơi tha sầm lo rồi bao nhiêu khiếu ban cho anh rồi rồi hay hay xôm ốc quân ông quân từ ốc nia đã ban tam tan tu sơn à biết ô rồi bao nhiêu khiếu tam bị đam rồi đã chọn chuyên phôi bao quân từ ốc nia miền tập hiệp ở mong muốn chụp lại sầm năng là ở trong điệp liệt và bài.